Được trở thành phi công và tiếp viên hàng không chắc hẳn đã từng là ước mơ của rất nhiều bạn trẻ. Nhưng có lẽ ít ai trong số họ biết được cụ thể công việc này sẽ diễn ra như thế nào. Mới đây, hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines đã lần đầu tiên phối hợp cùng công ty đào tạo VietFuture để tổ chức chương trình hướng nghề ngành hàng không. Với nhiều hoạt động thú vị, đây chính là một cơ hội tuyệt vời để các bạn học sinh hiểu thêm về những nghề nghiệp của ngành hàng không. Nhập vai trở thành phi công, tiếp viên hàng không chuyên nghiệp. Tham quan khoang máy bay, buồng phi công giả lập. Xử lý tình huống an toàn bay. Hay tìm hiểu ẩm thực trên không. Những trải nghiệm không chỉ với nghiệp vụ thật, mà còn với con người thật, khi các hướng dẫn viên đồng thời là các tiếp viên hàng không hoặc giáo viên bay. Bên cạnh những hoạt động thực hành sôi nổi, các em còn được đào tạo kiến thức về phong cách ngoại hình, phong thái làm việc theo chuẩn quốc tế và bước đầu hình thành tư duy về định hình thương hiệu cá nhân. Con thích nhất là cái trượt trên cái phao lúc trượt xuống đường thoát hiểm ấy ạ. Nó rất là hay bởi vì là lần đầu tiên con được trải nghiệm, cũng là khắc phục cái nỗi sợ độ cao của con. Con thích là một tiếp viên hàng không trong tương lai. Sau cái buổi training hôm nay con cảm thấy tự tin hơn, học hỏi được nhiều thứ trong ngành này. Và năm sau con thi đại học, con nghĩ là nó sẽ một trong những sự lựa chọn của con trong tương lai. Đây là lần đầu tiên ở Việt Nam, các em học sinh có cơ hội trải nghiệm quá trình đào tạo và nghiệp vụ thực tế trong lĩnh vực hàng không. Buổi trải nghiệm đã thu hút các em học sinh độ tuổi từ 8 đến 17 tuổi đăng ký tham dự. Gói gọn sân chơi trong một ngày để tìm hiểu các mô hình, các loại huấn luyện từ phi công đến tiếp viên, đảm bảo sự hiểu biết của các cháu, nhưng phải tuyệt đối an toàn trong khi thực tập hoặc thao tác tại trung tâm huấn luyện bay. Đó là điểm mục tiêu đề ra. Chúng tôi rất là hào hứng đưa cái hoạt động hướng nghiệp lần đầu tiên đến với Vietnam Airlines để các con có thể hiểu rằng là để làm một cái việc thì nó đòi hỏi cái sự tận tâm, cái sự tỉ mỉ và cái sự chuyên nghiệp, và thông qua đó truyền tải những cái tính cách tốt đẹp của con người Việt Nam. Trong thời gian tới, những chương trình hướng nghiệp bổ ích như thế này sẽ tiếp tục được triển khai để tiếp cận đến với nhiều học sinh sinh viên hơn, cũng như kết nối thêm các công việc đặc thù khác của lĩnh vực hàng không.